Nhắc đến Ronaldinho, Roberto Carlos và Ronaldo, người hâm mộ bóng đá sẽ liên tưởng ngay đến những màn trình diễn, những siêu phẩm xuất thần và đặc biệt trong số đó là những bàn thắng từ chấm đá phạt. Sau đây cùng chúng tôi điểm qua những siêu phẩm đá phạt của ba siêu sao sân cỏ này. Đầu tiên là pha đá phạt của Ronaldinho, đó là một pha dứt điểm có kỹ thuật rất khó khi điểm đá phạt là ở bên phải đối diện khung thành. Nhưng với đôi chân ma thuật, anh lái quả bóng vào góc xa khung thành đánh bại thủ thành huyền thoại David Seaman của đội tuyển Anh. Đây có lẽ là pha đá phạt nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Roberto Carlos. Trong một trận giao hữu với đội tuyển Pháp, Carlos khi ấy đã làm cả thế giới phải sửng sốt khi thực hiện một cú sút cong như trái chuối nhưng mà vẫn có lực vô cùng mạnh. Đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải được sự ảo diệu của pha bóng đó. Cuối cùng là pha đá phạt của Cristiano Ronaldo những ngày đỉnh cao còn khoác áo Man United, dáng lấy đà quen thuộc, cú nút cơ bôn quen thuộc, đơn giản là không thể cản phá. Ronaldinho lại tiếp tục chứng minh tại sao người ta gọi anh là phù thủy sân cỏ. Một pha đá phạt có độ khó cao khi anh đã lái bóng vào góc trái khung thành đánh lừa thủ môn đội bạn. Còn Roberto Carlos thì không cần quá nhiều kỹ thuật để có thể ghi bàn từ chấm xuất phạt. Anh đơn giản là vung chân và dù thủ môn đội bạn đã chạm vào bóng nhưng mà cũng không thể cản phá. Còn pha đá phạt của Ronaldo hội tụ đủ cả hai yếu tố trên. Pha xuất phạt của anh đủ kỹ thuật để đưa bóng vào góc cao khung thành và cũng đủ lực để thủ môn phải bó tay. Vẫn là những cú cứa lòng quen thuộc, lần này Ronaldinho thực hiện pha xuất phạt vào góc gần khung thành của Oliver Kahn khiến anh chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Brazil và Argentina từ lâu đã là những đối thủ đầy khó chịu của nhau và với pha xuất phạt trái lưới đối thủ từ gần 40m này có thể khiến cho những người hâm mộ Argentina cũng cảm thấy nể phục Roberto Carlos. Cũng ở khoảng cách gần 40, CR7 có pha xuất phạt khiến thủ môn đội bạn chỉ biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Lần này cú đá phạt của Ronaldinho check về phía bên trái khung thành, nhưng dù ở bất kỳ vị trí nào, việc đưa bóng vào lưới là điều mà ảo thuật gia có thể làm được một cách đơn giản. Cú sút hoàn hảo cho dù thủ môn có bay người rất đẹp nhưng vẫn không thể cản phá. Trong trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona, đây có thể coi là một trong những bàn thắng kinh điển nhất. Một pha sút phạt từ khoảng cách 42m của Carlos vẫn có thể dễ dàng hạ gục thủ môn bên phía đối phương. Ronaldo trong màu áo Real đúng là đáng sợ và bàn thắng này đã chứng minh điều đó. Cú sút phạt hoàn hảo không cho thủ thành đội bạn bất kỳ cơ hội nào. Những pha đá phạt đối với Ronaldinho cứ như một pha penalty vậy, bởi anh thực hiện nó quá dễ dàng. Chỉ một pha cứa lòng đơn giản là bóng đã nằm gọn trong lưới. Dù thủ môn của Celta Vigo đã rất cố gắng trong pha bóng này, nhưng nhìn mà xem, cú sút với một lực khủng khiếp như của Carlos thì ai có thể ngăn cản được. Nhìn pha sút phạt của Ronaldo này mà xem, khoảng cách có lẽ phải đến hơn 40m. Cú sút kỹ thuật của anh khiến đối phương chỉ biết chôn chân từ từ nhìn bóng bay vào lưới. Hai pha bóng của Ronaldinho và Carlos diễn ra ở một góc độ rất giống nhau, một cự ly cũng giống nhau và một kết quả cũng giống nhau. Bóng đi căng và ghim thẳng vào góc chữ A, không cho thủ môn đội bạn bất kỳ cơ hội nào. Đây là một pha sút phạt khá đặc biệt của Ronaldo khi điểm đặt bóng chết sang góc trái hơi nhiều. Nhưng với tài năng đỉnh cao của anh, một bàn thắng là điều không mấy bất ngờ trong tình huống này.
Pha đá phạt của Ronaldinho thực sự là quá hiểm hóc, khi mà tất cả còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng đã bay vào lưới. Để cho Roberto Carlos thực hiện cú sút ở khoảng cách gần như thế này thì không khác nào một cú đại bác cả. May là lưới còn chưa bị Carlos làm rách. Nhìn pha bóng này mà xem, thật khó có thể tin Ronaldo có thể đưa bóng đi vào khung thành. Xét về cả góc sút lẫn khoảng cách, đó là một bàn thắng không tưởng. Ronaldinho quả thật là một quái kiệt trong làng túc cầu. Nhìn cái cách anh lợi dụng hàng rào đội bạn nhảy lên rồi thực hiện cú sút sệt đánh lừa tất cả, quả thật là rất thú vị. Người đồng hương Roberto Carlos dù không tin quái bằng, nhưng mà đơn giản anh chỉ cần sút là đã khiến cho các thủ môn gặp khó. Bàn thắng này của Carlos đã làm cả khán đài phải đứng lên hô vang tên mình. Lại một pha ghi bàn từ chấm đá phạt không tưởng của Ronaldo. Hơn 40m cách khung thành nhưng anh vẫn thực hiện một pha sút phạt đủ hiểm hóc để khiến thủ môn đội bạn phải vào lưới nhặt bóng. Lại là một tình huống lợi dụng việc hàng rào nhảy lên, Ronaldinho chỉ cần sút bóng một cách nhẹ nhàng là có bàn thắng. Nhìn pha sút phạt này mà xem, các cầu thủ đứng thành hàng rào đã cảm thấy lo sợ thế nào khi mà Carlos sút phạt ở một khoảng cách gần đến vậy. Bóng bay thẳng vào lưới mà không cho thủ môn bất kỳ cơ hội nào cản phá. Để có thể xem là pha sút phạt nổi tiếng nhất của Ronaldo trong màu áo Man United, pha sút bóng từ khoảng cách rất xa nhưng bóng vẫn bay nhanh một cách đáng sợ vào lưới. Tình huống này quá đơn giản với Ronaldinho, một góc sút thuận chân và cái lầm trong chân phải của anh đã thực hiện pha đá phạt rất ngoan, đánh bại thủ thành đối phương. Trong pha bóng này, Roberto Carlos thực hiện một pha mua lai má căng như kẻ chỉ với quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Đây cũng là một bàn thắng không kém phần nổi tiếng khác của Ronaldo, và nút cầu bôn của anh là hoàn hảo để khiến thủ môn đội bạn chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Vừa rồi là những siêu phẩm đá phạt của ba siêu sao sân cỏ Ronaldo, Ronaldinho và Roberto Carlos. Bạn ấn tượng với siêu phẩm nào nhất? Để lại bình luận bên dưới nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.